thật ra là mình đã nhận được cái lời yêu cầu là review cái con Chrome AI này từ một bạn nhắn tin trên Facebook. Và lúc đấy mình chưa nghĩ là con này có gì đặc biệt đâu, cho đến khi mà mình vào dùng thử. Rồi sau đấy mình còn lên YouTube xem các bạn ở nước ngoài dùng, thì mình thấy rằng đây là một con AI mà khá là mạnh, kể cả nó có thể làm từ hình ảnh và làm ra video. Thì bây giờ mình sẽ thử là vừa sử dụng vừa review cho bạn xem nha. Ok, trước hết thì các bạn hãy làm mình là các bạn hãy bấm vào chữ là Chrome AI này. Rồi sau đấy là các bạn bấm chữ đăng ký login. Rồi thì login này nó khá là đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng Google Gmail là login được rồi. Thì trong cái video này á, mình sẽ tập trung review cho các bạn một chức năng là tạo video bằng hình ảnh hoặc là tạo video bằng chữ. Nhưng mà trước khi mà mình đến chức năng đó, mình hãy xem qua một số chức năng mình thấy cũng khá ấn tượng của cái con AI này nha. Thì đây nó sẽ có một phần community và xem nào. Thì đây là cái phần để các bạn có thể tham khảo những bức tranh đẹp để các bạn lấy prompt, tức là lấy cái câu lệnh để các bạn có thể tạo ra được những cái bức tranh như vậy. Mình ví dụ như bức tranh ấn tượng nè, mình sẽ coi đây là cái câu lệnh như thế nào nha. Đây là cái câu lệnh nè. Nếu mà các bạn muốn sử dụng lại câu lệnh này, bạn hoàn toàn sẽ bấm chữ là remix. Mình ví dụ nha, bấm cái remix nè. Đó, thì nó cho bạn cái setup của câu lệnh đấy. Đó, rồi sau đó bạn có thể là vẽ lại giống như là tác giả đã làm. Thì đó là cái chức năng của cái phần community để các bạn học hỏi những sản phẩm đẹp của những người đi trước. Rồi, tiếp theo á là các bạn có thể sẽ có một chức năng khá là hay nè, nó gọi là sketch rendering. Nó có nghĩa là giúp cho các bạn render những cái tấm hình vẽ tay thành tấm hình có màu sắc, có phong cách rất là đẹp. Mình ví dụ nha, đây là một cái bản vẽ kiến trúc vẽ tay và đã được AI render rất là đẹp nè. Đây là nè, cái before là cái hình gốc nè, và đây là hình sau khi AI mà nó đã render, đã tô màu, đã làm phối cảnh rõ ràng, thấy chưa? Đó, thấy không? Đấy, và còn nhiều cái khác nha. Mình thấy là sử dụng cho phần kiến trúc và cảnh quan khá là nhiều á. Ví dụ nè, đây nè, là tấm hình. Tấm hình này thì cũng nó vốn đẹp sẵn rồi, nhưng mà đây nó sẽ đưa lên 3D nè, thấy chưa? Đó. Rồi mình thử tấm khác nha. Ví dụ đây tấm này đi, ví dụ tấm này đi. Rồi, tấm này nè, vốn dĩ là một tấm hình rất là bình thường ha, mà khi mà render AI sang, thấy không, nó lục linh hơn nè. Đó, thấy chưa, lục linh hơn. Ok, thì đây là chức năng render nha, biến những tấm hình bình thường thành những cái tấm hình mà có màu sắc sặc sỡ đẹp. Thấy tấm này rất là ok nè. Đây, một tấm hình trắng đen với tay ha, chuyển sang thành đẹp nè, chưa. Thì các bạn tưởng tượng nè, cái chức năng này á, các bạn hoàn toàn có thể biến những tấm hình, biến những truyện tranh trắng đen thành truyện tranh tô màu. Thì kể từ nay về sau, và tương tự như là những cái truyện mà truyện trắng đen á, nó đã được tô màu lên, thì cái cuốn truyện nó sẽ hấp dẫn lung linh rất là nhiều. Kể cả những bạn làm YouTube, các bạn muốn review cái truyện tranh nào á, các bạn hoàn toàn có thể lấy trang truyện trắng đen của tác giả, các bạn tô màu lên, làm ra những cái hình ảnh footage rất là đẹp để các bạn có thể làm video YouTube. Mình đang cho các bạn một vài ví dụ để ứng dụng nha. Rồi tiếp theo á là về cái chức năng là AI Image Generator nè. Thì đây nó chỉ đơn giản là vẽ tranh bằng AI thôi, vẽ hình ảnh bằng AI thôi. Đây, thì đây là những cái bức vẽ mà của cái công cụ này. Thì đối với chức năng mà vẽ tranh bằng AI á, thì mình thích dùng Leonardo AI hơn, tại vì cái con Leonardo á nó cho các bạn dùng free nhiều hơn là con này. Thì mình sẽ thử cho mình coi những cái câu lệnh này nha. Đây, để vẽ bức tranh này là họ sử dụng cái câu lệnh này, chưa? Thấy không? Câu lệnh này. Các bạn muốn dùng lại cái này bằng bấm chữ remix là các bạn sẽ dùng lại cái câu lệnh đó rồi. Đây ha, câu lệnh này thấy chưa? Là chọn style nè, chọn cái loại nè. Đây. Chọn cái phong cách, ví dụ như là bạn muốn cho vẽ kiến trúc, bạn muốn vẽ nhân vật đó, thì có thể chọn cái kiểu, rồi hãy chọn view. View là các bạn muốn chọn view cận cảnh hay là view góc rộng hay là như đó. Cái này rất là hay ha, nó sẽ hỗ trợ cho cái prompt của bạn để cái prompt của bạn nó đỡ phải phức tạp, hãy cho các bạn chọn những cái hình ảnh mà bạn muốn trước rồi đấy. Rồi mình sẽ ví dụ nha, cũng cái một cái bức tranh là create cute animal in a cartoon style. Rồi cái style thì mình có thể là chọn một cái style nó khác đi. Sẽ chọn cái style này đi. Style này mình rất là chọn qua tài khác nè. Và mình không thích style luôn, mình sẽ có những style khác nha, mình chọn style khác đi, mình chọn qua style anime nha. Đây. Đó, mình thích style này. Rồi. Cái loại cảnh thì mình sẽ muốn chọn là cảnh là kiểu như này đi. Mình sẽ muốn chọn phong cách, mình thử coi nó ra thế nào ha. Rồi, tiếp theo là view. View mình sẽ muốn thử chọn cái view view toàn người đi, toàn thân đi. Đó, full body. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ bấm chữ là generate. Thì các bạn để ý nè,
khi mà các bạn tạo account cho các bạn miễn phí là 10 coin, và mỗi lần các bạn tạo ảnh á nó tốn khoảng 0.2 đến 0.3 coin. Đây nè, đây cái giá của một cái bức ảnh là 0.3 coin nha. Thì miễn phí là mỗi tháng nó sẽ cấp cho bạn 10 coin. Các bạn dùng hết thì các bạn có thể chờ tháng sau dùng tiếp, hoặc là các bạn tạo một cái account mới để dùng. Còn trong trường hợp các bạn nếu mà dùng thật sự là cảm thấy có giá trị và kinh doanh được, kiếm tiền được, thì các bạn đừng có ngại trả tiền. Mà nói thật, nó sẽ đỡ phiền hơn các bạn cứ tạo account nhiều. Rồi, mình bấm thử nha. Rất là đẹp đúng không? Cái phong cách nè, cute animal nè, cartoon style nè, đây là cái hình ảnh cái size mình chọn đây. Rất là đẹp. Full body. Đó, đẹp ha. Rồi, thì đây là cái chức năng vẽ hình ha. Rồi các bạn có thể sử dụng chức năng này, hoặc là các bạn thích nó miễn phí nhiều hơn thì mình dùng Leo Auto AI. Nhưng mà mình thấy cái này khá là hay á, nó đỡ cho mình cái phần prompt á, nó đỡ nặng phần prompt. Rồi, bây giờ nó sẽ có chức năng này cũng khá là thích nè. Tất nhiên là còn nhiều nha. Ví dụ như là chức năng là về photo to sketching, khá là hay. Có là nó sẽ biến những cái tấm hình của bạn trở thành cái bản vẽ tay. Ví dụ nha, là tấm hình bình thường nè, tấm hình bình thường nè, đây, nó biến thành vẽ tay nè. Đó, khá thú vị. Nó thú vị thôi chứ mình không biết dùng làm gì, tại vì thì mình sẽ thích chuyển từ vẽ tay qua hình ảnh hơn. Nhưng mà mình cũng giới thiệu cho bạn xem. Rồi, cái này nè, mình nghĩ là bạn sử dụng rất nhiều nha, là chức năng background diffusion. Có nghĩa là đối với những bạn kinh doanh á, những bạn kinh doanh bán hàng á, có sản phẩm, thì mình nghĩ là các bạn dùng cái này rất là ok. Tại vì ví dụ như là các bạn có một cái chai nước hoa đi đó, các bạn có chai nước hoa nhưng mà các bạn không có cái phông nền để chụp cho đẹp, các bạn hoàn toàn có thể dùng cái công cụ này để chỉnh sửa phông nền. Thì ví dụ nha, đây là phông nền bình thường này, thì bạn kêu AI nó làm phông nền đây đó, rất là thú vị ha. Đây ha, đây đó, before này đây, các bạn hoàn toàn có thể lấy những cái câu lệnh của nó để làm lại nha. Mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ khác nữa. Đây nè, đây là một cái hình ảnh mà chụp ở phông nền trắng đi. Giờ các bạn muốn cho nó vào một cái background nó đẹp hơn, và các bạn nè, đó thấy chưa, nó sẽ vẽ cho các bạn một background rất là thú vị nha. Rồi mình sẽ ví dụ thêm cho các bạn như cái nó cái xe hơi đi, đây xe hơi này, thì nó làm cho cái phông nền của bạn ấn tượng hơn, thấy không, ấn tượng hơn. Hoặc là các bạn những cái phông nền trắng đen á, bạn hoàn toàn có thể, đây nè, ví dụ phông nền trắng này, bạn hoàn toàn có thể cho nó thêm một cái background cho sản phẩm. Tùy các bạn sáng tạo, nhưng không phải lúc nào cũng đưa cho ra ngoài biển nha. Nhưng mà cái này á, các bạn có thể ứng dụng được vào kinh doanh thực sự, làm cho bức hình của bạn nó ấn tượng hơn để làm quảng cáo. Rồi, ok, nó sẽ còn nhiều nha. Ví dụ như cái chức năng là AI Supermodel nè, đó là giúp cho các bạn từ một tấm hình tạo ra cho các bạn một cái nhân vật ảo bằng AI rất là đẹp, tuốt lại rất là đẹp. Mình ví dụ nha, một bạn này đi, đây một bạn này, đây một bạn này bình thường nha, bây giờ nó tuốt lại qua hình AI nè, đó nhìn đẹp hơn, thấy chưa. Nếu mà bạn muốn đổi màu da của họ, họ bất được, còn không muốn đổi thì bạn cũng giữ cái màu da, tùy cái câu lệnh của bạn nha, tùy câu lệnh. Mình sẽ thử cho bạn một vài người mẫu, đây đây, đây là một cái mannequin luôn, nhưng mà nó sẽ vẽ ra cho bạn cái nhân diện AI để các bạn làm cái người mẫu AI được. Kể cả hình của mình up lên, mình muốn tốt đúng không, mình muốn cái tốt hình mình cho đẹp hơn, cho nó sắc nét hơn, cho nó hấp dẫn hơn, mình có thể đưa này tốt bạn hoặc là được nha. Đây mình ví dụ bạn này đi, bạn này nè, hình gốc không đẹp, không hình gốc bạn ra là mannequin luôn, nhưng bạn làm hình như hình người nè, đẹp không đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể ví dụ như các bạn làm thời trang, các bạn có thể đưa mannequin mặc cái bộ đồ của các bạn và cho nó tốt lên hình người. Các bạn là có một người mẫu miễn phí rồi, đúng không? Quá là thú vị, cái này hay á. Đây, nè, thấy chưa? Đó, các bạn hoàn toàn có thể bán thời trang được bằng cái chức năng này, đúng không? Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình qua cái chức năng mà xịn nè, chính mà mình muốn nói nha. Còn đây nhiều lắm, mình thấy là cái thằng prompt AI này, khi em càng tìm hiểu mà càng thấy nó mặt thì nó có quá nhiều cái hay. Nhưng mà bây giờ mình sẽ vào chức năng chính nha, còn nhiều nữa nha, trong đây các bạn tìm hiểu xem đi. Rồi, mình vào chức năng chính là dùng text to video để cái chức năng là từ chữ mà tạo ra những cái đoạn video ngắn tầm cỡ 4 giây. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem những cái video mà nó đã tạo nè. Đó, thấy không? Cái chuyển động á, cái độ hoàn thiện nó cao. Chứ hồi mình trước đó mình hay dùng cái thằng là Runway á, Runway ML á, cái nó sẽ hay bị lặp là bóp méo vật thể, mình không thích cho lắm, nhưng mà cái này nó ít làm bóp méo vật thể hơn. Đây, đây tấm hình này thì nó sẽ không có chuyển động người, ok
thêm một vài cái nó có chịu động người nha. Đó, này có chịu động người nè. Đó, thấy không? Khá là ok nha, ví dụ như cái này đi. Đó, quá đẹp, rất đẹp. Nhìn nó rất là mượt nha. Thấy không? Rồi mình thử thêm nữa nha. Đây, qua đại bàng nè. Cái chuyển động nó rất là mượt, nó ít bị lỗi hơn cái thằng Runway ML. Mình nghĩ là mình sau này sẽ dùng thằng này nhiều quá. Ví dụ đây, đây. Wow, quá là đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mình tạo ra một cái video nha. Một là mình có thể bấm vào cái chữ là đây, các bạn bấm vào đây nè, các bạn hãy chọn phong cách nè, thêm mỗi cái video á, bạn tốn 2 coin thì các bạn hoàn toàn có thể là thứ nhất các bạn chọn phong cách video của bạn, ví dụ như là mình sẽ muốn chọn phong cách video là giống như hình thật hoặc là cinematic là hình phim á. Đây, ví dụ mình chọn phim cinematic đi. Rồi, là phong cách ha. Rồi cái thứ hai là cái tỷ lệ. Nếu các bạn làm video dọc thì các bạn hãy chọn tỷ lệ là 9:16. Đây. Còn nếu các bạn làm video ngang, các bạn hãy chọn tỷ lệ là 5:4 hoặc là 4:3. Đây là cái video ngang ha. Rồi, cái motion high hay low là cái chuyển động trong cái video đó ít hay nhiều. Nếu mà high á là nó nhiều chuyển động hơn. Còn nếu mà low là nó ít hơn. Nếu mà các bạn muốn cho tấm hình đó nó phức tạp hơn, các bạn hãy chọn high. Còn nếu muốn hình nó đơn giản thì chọn low. Rồi. Đó. Đây thì tiếp theo. Cái này là cái phần về photo. Tiếp theo là các bạn hãy gõ cái phần prompt lên đây. Cái phần prompt một câu lệnh á, các bạn muốn nó vẽ cái gì. Bây giờ mình sẽ ví dụ nha. Mình sẽ muốn cho nó tất nhiên là mình tiếng Anh không giỏi cho nên mình sẽ dùng Google dịch. Bạn nào mà tiếng Anh giỏi giống mình á hay dùng Google dịch chuẩn nè. Rồi, mình sẽ đến tiếng Việt nha. Bây giờ mình sẽ coi mình vẽ cái gì đây. Mình sẽ muốn vẽ một con tàu vũ trụ đang bay quanh đất. Thử nha. Mình rất thích những cái bộ phim mà bộ phim tưởng tượng. Để làm thử xem sao. Rồi. Đó, rồi cái phong cách là cinematic là phong cách phim nè. Cái tỷ lệ là 9:16. Mình nghĩ là cái này mình sẽ để lại ngang đi, nhìn cho nó hoành tráng. 9:16 nó sẽ không hoành tráng đâu. Rồi cái motion nó là 2 luôn. Rồi mình bấm chữ generate nha, chờ kết quả. Rồi, nó đã vẽ xong cho mình, nó đã làm xong mình video nè. Mình các bạn coi thử nha. Bấm vô. Wow, đẹp vậy. Đó, rất là thú vị ha. Rất là thú vị. Đó, các bạn hãy tưởng tượng đúng không? Thực ra là trong vòng khoảng vài phút các bạn hãy làm một cảnh quay nó rất là xuất sắc. Nếu mà các bạn không dùng AI, các bạn đâu làm được, đâu có cách nào làm ra cái đoạn quay này đâu. Rồi, thì các bạn thấy không, cái chức năng làm video từ chữ của nó đối với cái công cụ AI này nó quá hoàn thiện, rất là tốt. Bây giờ mình thử một chức năng khác nha. Chức năng là làm video từ hình ảnh nha. Đây, image to video, từ hình ảnh. Đó, rồi, mình sẽ coi một vài cái mẫu của người ta làm xem sao nha. Ok. Cái này thì nó nhìn không thật lắm. Tắm này đi. Rồi, mình nghĩ là cũng khá thú vị á. Rồi mình sẽ thử nha. Rồi, đây là một nhân vật mình vẽ ra từ Leonardo AI. Bây giờ mình thử coi. Cho nó hai lần, mình sẽ cho nó hai lần để coi cho nó động nhiều xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xem kết quả nó làm được nha. Đây, nó sẽ hơi một chút lỗi ở mắt này, hơi một chút. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều tấm hoặc là mình sẽ cho cái motion ít hơn thì có thể sẽ bớt lỗi hơn. Ok, thì thường á, nếu mà các bạn làm một tấm hoặc một cách mà nó chưa có đẹp á, các bạn hãy làm một tấm khác. Các bạn hãy làm những cái, các bạn sẽ làm thêm những video khác nha. Công cụ này mình thấy nó sẽ có nhiều cái chức năng khác hơn mà các bạn sẽ dùng về sau. Nếu mà trong trường hợp các bạn dùng 10 coin mà không đủ á, thì các bạn có thể mua cái gói của nó, thì mình thấy là giá cũng không phải là quá cao. Sẽ xem thử nha. Hiện tại là gói free này đang cho bạn là 10 coin mỗi tháng, sẽ reset lại các bạn mỗi tháng. Còn cái gói mà rẻ nhất của nó đang là 19 đô một tháng, thì các bạn sẽ được tới 500 coin, dùng rất là nhiều. Dùng rất là nhiều đấy. Thì mình nghĩ là bạn nào mà dùng nhiều, các bạn có thể thử cái gói là 9 đô một tháng để các
bạn làm ra nhiều mạnh hơn hoặc là nhiều cái video mạnh hơn, nhất là những bạn tập làm YouTube, các bạn làm YouTube, các bạn muốn kiếm tiền từ YouTube làm video AI ấy, có thể cộng lên dùng cái này, nên dùng gói này. Thì cái link đăng ký mình để dưới cho các bạn nha, các bạn cứ bấm vào phần dưới mô tả là có link đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác, mình sẽ review thêm những con AI khác cho các bạn sử dụng.